Tiếp theo hôm nay, Phạm Công Tiến xin được ghi ngắn lại clip này làm thông điệp để gửi tới quý các anh chị yêu thích thú chơi cảnh quan sân vườn, đặc biệt là hòn non bộ trên toàn đất nước, về một số những tác phẩm hòn non bộ tiêu biểu với những tỷ lệ kích thước khác nhau cũng như các chất liệu đá khác nhau. Và các anh chị trong thời gian tới có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công cảnh quan sân vườn, đặc biệt là hòn non bộ, xin liên hệ cho Phạm Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có duyên được chia sẻ cho quý vị nhiều hơn. Vâng, và như các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình là một số những hòn non bộ, những tổ hợp, những tác phẩm tiêu biểu mà Công Tiến vừa dựng làm mô hình để các anh chị ở gần khu vực của thành phố Phủ Lý có thể qua trực tiếp tại xưởng cảm nhận về trình độ tay nghề, về ý tưởng cũng như chất liệu của đá tự nhiên. Còn đối với các anh chị khu xa thành phố Phủ Lý không có thời gian điều kiện qua trực tiếp tại xưởng thì thông qua clip ngắn này các anh chị có thể hình dung được Công Tiến một trong những xưởng chế tác non bộ nhiều nhất, quy mô nhất, lớn nhất cả về chất lượng, số lượng cũng như trình độ tư duy trong ý tưởng hòn non bộ. Bằng vô vàn những tác phẩm đá hộp đen mà các anh chị đang xem thực tế. Đá hộp đen là chất liệu đá hoàn toàn tự nhiên do tạo hóa thiên nhiên ban tặng cho con người. Đá sở hữu một tông màu đen của hành thủy và đây là một trong những chất liệu rất hợp với những gia chủ có mệnh mộc, ví dụ như sinh năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981 và 1988, 1989. Và tùy theo diện tích không gian cũng như tuổi của quý các anh chị đến với nghệ thuật chế tác non bộ Phạm Công Tiến, chắc chắn các anh chị sẽ cảm nhận thấy được một sự am hiểu, tinh thông, chuyên sâu về phong thủy ứng dụng, chắc chắn từ lý thuyết đến thực hành sẽ cho ra sản phẩm thực sự tâm đắc và ưng ý gửi tới quý các anh chị. Và với kinh nghiệm 18 năm trong nghề, không quan trọng quý các anh chị ở đâu, dù xa hay gần, làm lớn hay nhỏ, việc có duyên với các anh chị sẽ luôn là nguồn vui, nguồn động lực cho Công Tiến cũng như toàn anh em trong đội. Các anh chị có thể nhìn thấy thực tế trên màn hình với vô vàn những tác phẩm non bộ lớn nhỏ với những tỷ lệ kích thước cũng như chất liệu đá khác nhau đang được Công Tiến trưng bày tại khu vực thành phố Phủ Lý. Và khẳng định rằng Công Tiến một trong những xưởng chế tác non bộ nhiều nhất, quy mô nhất, chất lượng nhất và Công Tiến thi công trên mọi miền của đất nước. Và tùy theo diện tích không gian cũng như vị trí các anh chị muốn đặt tiểu cảnh và hòn non bộ thì trên sườn của Công Tiến sẽ có đầy đủ tất cả các chất liệu đá khác nhau cũng như các bố cục tỷ lệ cảnh tích khác nhau, chắc chắn sẽ hài lòng quý các anh chị. Vâng, tiếp theo phía đây là một bộ tuyết sơn. Vâng, đá tuyết sơn là một trong những chất liệu đá được khai thác từ trong lòng đất. Vâng, tiếp theo là chất liệu đá da voi, một trong những chất liệu cũng hết sức là nghệ thuật. Vâng, những cảnh tích, những biểu tượng rất kỳ thú được Công Tiến chế tác từ đá tự nhiên, các anh chị có thể thấy. Vâng, trong thời gian gần đây thì những tác phẩm non bộ với chất liệu đá tuyết sơn là chất liệu đặc biệt và luôn được khách hàng sử dụng nhiều nhất để làm hòn non bộ cũng như sử dụng để bo mặt hồ, như các anh chị có thể nhìn thấy. Các anh chị mong muốn thừa cho mình một tác phẩm non bộ đẹp trong khuôn viên cũng như một hồ cá koi nghệ thuật
xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933, và chắc chắn rằng Công Tiến sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề về lý thuyết cũng như thực hành, cho ra những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Vâng, tất cả những tác phẩm các anh chị đang xem thực tế đây mới chỉ là một sự mô hình ban sơ, và khi có đủ duyên được thi công đến khuôn vườn của quý các anh chị thì những tác phẩm này sẽ được cho suốt và được hình thành lại một cách chi tiết rõ ràng, tỉ mỉ, kể cả về tỷ lệ bố cục màu sắc cũng như hệ thống cây bonsai. Và đặc biệt khi có nước vận hành thì các anh chị có thể hình dung rằng hệ thống thác nước sẽ tăng lên gấp nhiều sự hấp dẫn cuốn hút cho một tác phẩm non bộ. Bằng những tấm đá của thiên nhiên vô cùng kỳ thú với những màu sắc khác nhau, để có được những tác phẩm đẹp, Công Tiến đã không ngừng nghỉ sau 18 năm kinh nghiệm trong nghề, vẫn dày công nghiên cứu tính toán, cho ra những ý tưởng mới, những tổ hợp mới, những bố cục mới và những cảnh tích mới, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng trên toàn đất nước. Công Tiến nhận tư vấn thiết kế miễn phí cho quý các anh chị. Các anh chị có nhu cầu xin liên lạc cho Công Tiến, và mọi chi tiết Công Tiến sẽ chắc chắn sẽ giúp quý các anh chị trên lý thuyết một cách miễn phí hoàn toàn, cũng như khảo sát, tính toán, dự toán lên phối cảnh 3D hoàn toàn miễn phí cho quý khách hàng. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều duyên hơn với quý các anh chị ở khu vực ngoài Bắc cũng như là khu vực Sài Gòn miền Tây. Trong thời gian vừa qua thì Công Tiến thi công và cho ra rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của khu vực miền Tây. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều duyên hơn với quý các anh chị ở khu vực Sài Gòn nói riêng cũng như khu vực của miền Tây nói chung.